Nếu chỉ uống nước trong suốt 20 ngày, thì chuyện gì sẽ xảy ra với cơ thể con người? Khi mới nghe về chế độ ăn kiêng bằng nước này, tôi đã nghĩ chẳng bao giờ mình sẽ làm thử đâu. Nhưng tôi đã để ý sau khi nghiên cứu kỹ về lợi ích của chế độ ăn này. Và bây giờ, tôi sẽ kể cho bạn nghe trải nghiệm của bản thân trong 20 ngày ăn kiêng bằng nước nhé. Trước khi theo dõi thử nghiệm kỳ lạ này, đừng quên bấm nút đăng ký và bật thông báo để được cập nhật những điều hay ho nhất trên Soi Sáng nhé. Đầu tiên, tôi quyết định tìm hiểu những lợi ích của ăn kiêng bằng nước. Và tôi đã khám phá ra rằng, khi cơ thể không thể tiếp cận với carbohydrate, vốn là nguồn năng lượng được ưa dùng, thì nó sẽ bắt đầu sử dụng chất béo dự trữ. Kết quả là, bạn có thể giảm khoảng 454g chất béo mỗi ngày. Điều này khiến ăn kiêng với nước là một trong những phương pháp giảm cân ngắn hạn hiệu quả nhất. Quá trình này còn làm giảm tổn thương trong cơ thể bạn, do đó cơ thể nhanh chóng được phục hồi và chữa lành. Lượng đường trong máu của bạn sẽ ổn định hơn. Ăn kiêng bằng nước còn giúp hạ huyết áp và giảm căng thẳng. Phương pháp này còn làm chậm quá trình lão hóa. Ngoài ra, nó cũng giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim. Ăn kiêng bằng nước cũng có lợi nếu bạn đang có vấn đề về tiêu hóa như viêm đại tràng co thắt, tiêu chảy, ợ hơi, viêm dạ dày, táo bón hoặc chán ăn. Điều này có vẻ khá là tuyệt vời đối với tôi, nhưng tôi vẫn muốn chắc chắn rằng cơ thể mình sẽ không bị ảnh hưởng gì khi loại bỏ hoàn toàn các loại thức ăn. Những đối tượng không nên làm thử cách ăn kiêng này bao gồm người bị rối loạn ăn uống, phụ nữ đang mang thai hoặc cho con bú, người thiếu cân, người có vấn đề tim mạch nghiêm trọng, người mắc bệnh tiểu đường loại 1, người bị chứng đau nửa đầu không thể kiểm soát. Vì tôi không thuộc bất kỳ nhóm nào trong số này nên đã quyết định làm thử phương pháp kể trên. Bây giờ, tôi phải cần xác định được bản thân sẽ nhịn ăn trong bao lâu. Hầu hết các nguồn thông tin đều khuyến nghị rằng nên nhịn ăn trong khoảng từ 5 ngày đến 2 tuần. Nhưng tôi cũng phát hiện có nhiều người vẫn có thể sống sót chỉ bằng nước trong vòng 45 ngày. Tôi chắc chắn rằng mình chưa sẵn sàng cho điều này. Mặc kệ những ý nghĩ nghi ngờ trong đầu, tôi vẫn quyết định bắt đầu ăn kiêng bằng nước. Cả quá trình ăn kiêng của tôi diễn biến như sau. Ngày 1 và 2. Hai ngày đầu tiên sẽ là khó khăn nhất. Tôi cảm thấy đói khủng khiếp. Cứ như là tôi đã bỏ qua rất nhiều bữa sáng, bữa trưa và bữa tối. Năng lượng trong cơ thể tụt giảm và tâm trạng thì không tốt một chút nào. Tôi cảm thấy bực bội và ngày càng mất kiên nhẫn. Điều gì xảy ra với cơ thể ở giai đoạn này? Nó đã chuyển sang chế độ tiết kiệm pin, nghĩa là quá trình trao đổi chất trở nên hiệu quả hơn. Ngoài ra, cơ thể đã sử dụng ít năng lượng hơn, nhờ đó tôi biết mình sẽ sớm khỏe khoắn hơn thôi. Đồng thời, cũng không thể nói rằng những ngày đầu tiên không mang lại lợi ích gì. Đầu tiên tôi đã rèn luyện được ý chí của mình và tôi rất tự hào về bản thân vì điều này. Hơn nữa, tôi biết rằng đang có một quá trình thanh lọc diễn ra ở đâu đó trong cơ thể. Những ngày đầu tiên này cũng có lợi cho tim mạch nữa. Ngày 3 đến 7. Giai đoạn 2 của chế độ ăn kiêng bằng nước này bắt đầu vào ngày thứ 3. Tại thời điểm đó, quá trình ketosis được mong đợi từ lâu đã bắt đầu. Đây cũng là lúc cơ thể bạn đốt cháy chất béo dự trữ vì không còn nguồn năng lượng nào khác. Thật ngạc nhiên khi bỗng dưng tôi không cảm thấy đói nữa. Cùng lúc này, tôi bắt đầu thấy khỏe khoắn hơn cũng như bớt mệt mỏi. Tuy vậy, tôi lại bị đau đầu và không thể ngủ. Không những vậy mà lâu lâu tôi còn quên mất là mình đang trong thời gian ăn kiêng và bắt cơ thể đứng dậy quá nhanh thì những cơn nhức đầu nhẹ lại xuất hiện. Vấn đề đó là khi bạn thực hiện một chế độ ăn kiêng nào đó cho phép ăn các loại thực phẩm giàu carbohydrate thì cơ thể bạn sẽ nhận được glucose từ tinh bột và đường. Glucose là nguồn năng lượng lớn nhất của cơ thể. Khi không nhận được thêm glucose, chúng ta phải sử dụng chất béo dự trữ để thay thế. Chất béo này đã được phá vỡ và trở thành glycerol và axit béo. Kết quả của giai đoạn thứ hai là cân nặng của tôi bắt đầu giảm và phương pháp này cũng có tác dụng giải độc nào đó cho cơ thể. Ít ai cũng biết được rằng cơ thể người sẽ dùng chất béo của chính mình để lưu trữ độc tố hoặc các kim loại độc hại. Nếu cơ thể của chúng ta không có cơ chế này thì những chất độc trên có thể khiến cơ thể bị tổn thương nghiêm trọng. Và vì chất béo này được sử dụng làm năng lượng trong quá trình ketosis, các loại chất độc hại này sẽ bị đào thải khỏi cơ thể. Ngày 8 đến 14. Sau tuần đầu tiên không bỏ bụng gì ngoài nước, tôi bắt đầu trải nghiệm một cảm giác lâng lâng vì nhịn ăn. Tôi cảm thấy tuyệt vời, hạnh phúc và tràn đầy sức sống. Nhưng điều làm tôi hài lòng nhất là đầu óc mình trở nên vô cùng sáng suốt. Tuy nhiên, khi đo huyết áp thì chỉ số hiện tại lại thấp hơn mức bình thường. Có lẽ vì vậy nên tôi thường cảm thấy lạnh.
tôi cảm nhận được những thay đổi tích cực trong hệ tiêu hóa của mình vì nó không phải nhận bất kỳ chất độc nào đi vào cơ thể qua đường ăn uống nữa. Nhịn ăn ở giai đoạn này khá là căng thẳng, nhưng đây là một loại căng thẳng tốt và điều này sẽ khiến hệ miễn dịch khỏe mạnh hơn. Người ta cũng cho rằng lợi ích của quá trình ăn kiêng ở thời điểm hiện tại chính là việc thúc đẩy quá trình hồi phục vết thương bên trong cơ thể, nhưng tôi lại không có cơ hội để tìm hiểu xem liệu điều này có chính xác hay không. Ngày 15 đến 20. Đến ngày ăn kiêng thứ 15, tôi thực sự tự hào về bản thân. Tôi biết rằng rất ít người đạt đến giai đoạn này. Khoảng thời gian này, tôi cũng phải hết sức chú ý đến tình trạng sức khỏe của mình và đến gặp bác sĩ nếu cảm thấy không ổn. May mắn thay, tôi không gặp phải bất kỳ điều gì lạ cả. Thực ra, ở thời điểm hiện tại, tôi thấy cơ thể mình nhẹ nhàng và khỏe khoắn hơn. Nhiều website và blog gợi ý rằng bạn nên hạn chế hoạt động thể chất trong thời gian ăn kiêng, hay thậm chí còn khuyên rằng bạn nên nghỉ làm. Tôi không thể làm vậy nên vẫn duy trì các hoạt động thường ngày của mình. Tôi đi làm bằng tàu hỏa, làm việc 10 tiếng một ngày và thậm chí vẫn tiếp tục tập gym như thường lệ. Tôi cố gắng giảm áp lực lên tim bằng cách tập các bài tập cardio nhẹ nhàng. Nhưng đồng thời, khi nâng tạ, tôi vẫn cảm thấy khỏe khoắn như thường. Dù điều gì xảy ra thì tôi cũng sẵn sàng kết thúc quá trình ăn kiêng vào ngày thứ 21. Khi đã trải qua gần 3 tuần không ăn các thực phẩm đặc, tôi chưa thể ăn lại tất cả mọi thứ ngay lập tức được. Đó là lý do tôi bắt đầu bằng cách uống nước ép trái cây, canh và ăn rau đã được nấu chín. Điều này giúp hệ tiêu hóa được điều hòa để làm quen lại với quá trình hấp thụ thức ăn bình thường. Dù bạn có tin hay không thì tôi vẫn cảm thấy rất khỏe khoắn sau khoảng thời gian ăn kiêng bằng nước này. Tôi đã giảm được vài cân, mặc dù không nhiều như mong đợi. Cơ thể thì tràn đầy sức sống và những trục trặc về sức khỏe không còn là nỗi lo nữa. Chỉ bạn mới có thể quyết định rằng bạn đã sẵn sàng cho việc ăn kiêng hay chưa và ăn kiêng trong bao lâu là tối ưu. Điều duy nhất tôi khuyên bạn là hãy tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi tham gia chế độ giảm cân này. Bạn đã bao giờ thử ăn kiêng chưa? Hãy chia sẻ kinh nghiệm của mình trong bình luận phía dưới nhé! Nếu thử nghiệm của tôi làm bạn hứng thú, hãy nhấn nút like và chia sẻ video này với bạn bè của bạn nhé! Và đừng quên nhấn đăng ký theo dõi và đồng hành cùng Soi Sáng đấy!